Thỏi son cực thú vị mà Trang sẽ giới thiệu với các bạn hôm nay đấy chính là Tony Moly Lip Tone Get It Teen. Bạn son này đã ra mắt từ tháng 6 rồi, nhưng vì mãi từ đó đến giờ Trang chưa thấy web nào có và ship sang Mỹ cả. May mắn sao, 2 tuần trước mình đã nhanh tay tậu được từ một website Hàn, và lần này thì đủ cả 6 màu trong bảng màu luôn. Thông tin chi tiết mình sẽ để ở phần description bên dưới nhé. Trang vốn rất yêu thích bạn Delight Teen của Tony Moly nên cũng rất trông chờ vào sản phẩm teen mới này. Giờ thì chúng mình cùng khám phá nhân vật hay ho này luôn nào. Đầu tiên là về bao bì, mình khá ấn tượng với thiết kế hình lọ sơn móng tay này. Vừa dễ thương nhưng cũng rất sang trọng với kiểu nắp trắng. Nếu không nói là son thì mình cũng nhầm tưởng là sơn móng tay rồi ấy chứ. Lọ lùn lùn bé bé bằng thủy tinh trong nên có thể nhìn được màu son luôn. Lại khá cứng cáp, cầm rất chắc tay. Son có tới 2 cái nắp lận, một nắp trắng to ở ngoài và một nắp nhỏ hơn dính với đầu tô son. Liệu có phải vì sợ son dây ra nên phải làm tới 2 lần bảo vệ thế không nhỉ? Hay chỉ đơn thuần là thiết kế thôi? Vì kết cấu của son teen vốn lỏng nên điều này rất là bình thường thôi. Lại còn tùy màu môi từng người nữa nên màu son lên càng không giống nhau hoàn toàn đâu. Giờ thì đến chất son nào. Ban đầu khi chưa mở ra, Trang cứ nghĩ đây là loại teen nước lỏng cơ. Nhưng sự thật thì em ý là dạng gel hơi đặc một chút, khá giống với Delight Teen cũ. Theo cảm nhận của mình thì như thế vừa dễ tán hơn mà cũng tạo cảm giác son lên màu đậm hơn nữa. Vì là dòng son teen nên sẽ khô cực kỳ nhanh đấy. Các bạn lưu ý điều này để nhớ bặm môi với tốc độ tên lửa nếu muốn dùng lòng môi nhé. Vì nếu chỉ thao tác chậm chút thôi là sẽ bị đường viền màu rất rõ trên môi đấy. Son có mùi thơm hoa quả ngọt. Bạn nào thích thì sẽ thích mà không thích thì sẽ không thích. Riêng mình vì vốn thích các mùi ngọt nên cứ hít hà liên tục. Chống chỉ định cho các bạn có thói quen liếm môi nhé. Vì em này có vị hơi đắng đắng chát chát hơn các loại son khác đấy. Mình bị dính vào răng một tí nên đã thưởng thức được cái vị đắng đấy rồi. Tiếp đến là chủ đề rất tiêu biểu mà cô bạn nào cũng quan tâm khi chọn son. Chính là thời gian bám màu. Ôi, sau video swatch son này môi mình đang bị sưng tấy và vẫn nguyên một màu đỏ trên môi vì màu son bám siêu siêu chặt đây này. Cũng vì lý do đấy mà Trang rất ngại quay swatch những quả son siêu khủng thế này. Nếu các bạn dùng một cây một ngày thì không sao cả, chứ cứ thử tô rồi xóa 6 cây liên tục mà xem, đảm bảo khiếp sợ luôn. Nếu môi không bị khô hay nhiều da chết thì mình tin là các bạn cứ thả phanh ăn uống thôi, không cần lo lắng gì đâu. Dùng cả môi thì còn bám màu lâu hơn nữa. Một ưu điểm nữa là dù để cả ngày mình cũng không thấy bị môi khô đi chút nào cả.